nay mời mọi người đồng hành cùng mình đi từ cầu Bạch Đằng 1 đến cầu Bạch Đằng 2 để cập nhật tiến độ đường nối hai cây cầu này dài khoảng 3,5 km ở xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Ai cũng biết Bình Dương là thủ phủ công nghiệp có thu nhập đầu người cao nhất nước ta hiện nay. Nhưng khi đến xã Bạch Đằng, mình lại có cảm giác như đang về miền Tây với những cánh cò và đồng lúa mênh mông. Trước mặt ở đây là điểm đầu dự án cầu Bạch Đằng 2. Tương lai đây sẽ là ngã tư, đi thẳng là đến cầu Bạch Đằng 2. Còn giờ thì chúng ta phải rẽ phải chỗ này, sau đó đi len lỏi vào các con đường làng để đến cầu Bạch Đằng 2. Cầu Bạch Đằng 2, cây cầu thứ 3 kết nối Bình Dương với Đồng Nai, chính thức thông xe dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong niềm hân hoan của người dân. Ngày mùng 2 tháng 9, cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và Cù Lao Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chính thức thông xe. Từ sáng sớm, người dân, du khách lái xe qua cầu trong niềm hân hoan. Nhiều người dừng lại trên cầu để chụp hình lưu niệm, ngắm cảnh. Cầu Bạch Đằng 2 có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài trực tiếp kết nối giao thông giữa Đồng Nai và Bình Dương, giúp kết nối thông suốt các địa phương vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với sân bay Long Thành, cảng biển Cái Mép, Thị Vải. Dù đã thông xe, cầu Bạch Đằng 2 chưa hoàn thành tất cả các hạng mục nên những ngày tới các đơn vị vẫn tiếp tục thi công để hoàn thiện vạch sơn đường, lắp đặt hệ thống cảnh báo, hệ thống đèn chiếu sáng. Cầu Bạch Đằng 2 có vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, gồm phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài gần 3 km. Trong đó, riêng phần cầu dài hơn 400m, rộng 17m với 4 làn xe. Cầu được khởi công vào cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022, nhưng vướng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dự án bị chậm tiến độ. Đồng Nai và Bình Dương là hai tỉnh ngăn cách bởi sông Đồng Nai. Dù là hai tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều mối liên hệ về kinh tế, văn hóa, nhiều năm qua giữa hai địa phương này chỉ có hai cầu kết nối trực tiếp. Cầu Đồng Nai nằm trên quốc lộ 1A và cầu Thủ Biên. Cầu Bạch Đằng 2 là cầu thứ 3 kết nối hai địa phương.
Phi cầu Bạch Đằng 2 đã được làm lễ thông xe vào ngày 2 tháng 9, nhưng sau đó vài tiếng thì đã bị đóng lại để công nhân tiếp tục thi công. Việc này mình thấy thật sự là cũng không hay lắm. Nếu mà thật sự chưa xong thì không nên thông xe kiểu lấy ngày như thế này. Theo các bạn thì sao? Sáng cá vua tâm xong để cái bản đồ quy hoạch của cái cù lao Bạch Đằng này. Gà ta anh ha, gà ta đây bán 200.000 một ký, cá vuông thì 450, còn cá này cá cày nè. Lẩu cá vuông đặc sản ở Bạch Đằng.